Tử vi nữ mạng tuổi Canh Ngọ 1990 trong năm 2024 Giáp Thìn. Tổng quan tử vi. Năm sinh, năm Canh Ngọ 1990 nữ mạng. Vào năm Giáp Thìn 2024, mệnh chủ bước sang 35 tuổi âm lịch, 34 tuổi dương lịch. Nữ Canh Ngọ 1990 thuộc mệnh thổ, sẽ phù hợp với các con số 2, 5, 8 hành thổ, tương sinh với số 9 hành hỏa và 6, 7 hành kim. Người sinh năm 1990 thuộc tuổi Canh Ngọ, có ngũ hành bản mệnh là lộ bàng thổ, tức đất đường đi. Xét theo phong thủy bát trạch, nữ mệnh tuổi này ứng với cung cấn, thuộc Tây tứ mệnh. Nữ tuổi Canh Ngọ được đánh giá cao bởi tính cách năng động và tinh thần tràn đầy nhiệt huyết của mình. Sao chiếu mệnh, nữ mạng tuổi Canh Ngọ 1990 trong năm 2024. Sao chiếu mệnh tuổi Canh Ngọ 1990 là sao Thái Bạch. Sao Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh, là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn, bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim Tinh còn được gọi là chiều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ, nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó, người này lại có xu hướng khép kín, nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên, thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng, để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng, thì cần phải cúng giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thái Bạch như sau. Thái Bạch hạn ấy nặng thay, nam nữ máu huyết kỵ dày gươm đao, kim tinh bạch hổ vì sao, cứ mặc áo trắng chiếu vào phương Tây, cưới gả tạo lập ra đường, tháng năm kỵ lắm tổn thương chẳng hiền, bi ai tang khó hao tiền, không tai cũng bệnh trong năm khỏi nào, có người cũng nhẹ không sao, có người bị vướng tù lao giam cầm, cũng nên tích đức thiện tâm, quý nhân phù trợ ai đau được mình. Theo như ý tứ trong bài thơ thì gặp hạn sao Thái Bạch thường rất nặng đối với cả nam mệnh và nữ mệnh. Nhiều người gặp tai nạn huyết quang, thương tích máu me. Nhiều người bị bệnh tật mãn tính, khó khỏi. Những người khác trong họ hàng gặp việc tang chế, mất mát u buồn. Tình hình xấu nhất có thể vướng vào lao lý, hình ngục, bị truy tố trước pháp luật và thụ án. Hai câu cuối của bài thơ về sao Thái Bạch khuyên những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức, hiếu thảo, trên kính dưới nhường, làm nhiều việc thiện, quyên góp ủng hộ cho công tác từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ tật nguyền. Cách cúng dâng sao Thái Bạch. Là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn, người bị sao Thái Bạch chiếu thường hao tốn tiền bạc, tài sản, gặp tiểu nhân kẻ xấu hãm hại, có thể vướng mắc với pháp luật hay mắc các bệnh về nội tạng. Bên cạnh đó, sao này thuộc hành kim nên có thể mắc bệnh liên quan đến xương khớp, hô hấp, thương tích và tai nạn giao thông. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng, dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghinh sao. Sao Thái Bạch là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Thời gian cúng giải hạn sao Thái Bạch vào 18 giờ đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 âm lịch, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường,
cầu may hay dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, thạch an đen. Để giải hạn được sao Thái Bạch, mọi thứ cần chuẩn bị phải có màu trắng. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu trắng gói lại hoặc lót giấy màu trắng xuống phía dưới, sau đó đặt lễ lên trên. Bài vị, dùng sớ viết trên giấy màu trắng, Tây Phương Canh Tân, Kim Đức Thái Bạch, Tinh Quân Vị Tiền, lại về hướng Tây vào lúc 18 giờ đến 20 giờ. Qua 20 giờ đem bài vị vào nhà bếp đốt là được. Vận hạn nữ mạng tuổi Canh Ngọ 1990 trong năm 2024 Giáp Thìn. Hạn sao của tuổi Canh Ngọ 1990 trong năm Giáp Thìn 2024 là hạn Thiên La. Nhắc đến hạn Thiên La, ông bà xưa có câu thơ sau: Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Tức là người nào gặp phải Thiên La cần đề phòng cảnh chia ly xa cách phu thê, mọi việc cần nhẫn nhịn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng. Không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục ly hôn khó hàn gắn. Song đó cần bình tâm dưỡng tính, tâm trạng hay bất an, lo lắng buồn rầu mọi thứ ở tương lai. Hạn Thiên La thường chủ về tình cảm và tâm lý, cụ thể như sau. Tình cảm, Thiên La được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định. Nhất là tình cảm vợ chồng, thường xuyên tranh cãi lục đục, ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra giò. Nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh, dễ dẫn tới chia ly xa cách, gia đình ly tán. Tâm lý, khi gặp Thiên La, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể hay lo lắng buồn rầu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái, dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Tam tai, không phạm. Kim lâu, phạm kim lâu xúc. Hoàng ốc, không phạm hoang ốc. Thái tuế, không phạm. Tổng kết, năm này gia chủ phạm phải. Gia chủ sẽ phạm kim lâu xúc. Nếu gia chủ làm nhà thì sẽ gặp ảnh hưởng liên quan tới chăn nuôi, trồng trọt. Năm này không tốt để bạn xây sửa nhà. Kim lâu là những năm xấu, gây bất lợi cho những mưu tính công việc, đặc biệt là những việc trọng đại như cưới hỏi, xây dựng nhà cửa hay làm ăn. Nếu như cố tình làm những công việc trọng đại trong tuổi kim lâu thì sẽ liên tiếp gặp những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Xem tử vi nữ mạng tuổi Canh Ngọ 1990 năm 2024 theo 12 tháng. Tháng 1 âm lịch, đầu xuân nữ mạng sinh năm 1990 cùng vui xuân bên gia đình, nhưng cũng cần lưu ý về tình trạng sức khỏe kém đi và chuyện buồn phiền đưa tới. Tháng 2 âm lịch, tử vi tuổi Canh Ngọ 2024 nữ mạng gặp được sự giúp đỡ của quý nhân trong công việc làm ăn, bởi vậy đây là tháng tốt đẹp cho những dự định công việc, tình cảm của gia đạo kém đi rõ rệt. Tháng 3 âm lịch, chú ý ra ngoài trong tháng 3 âm lịch xe cộ cẩn thận. Ngoài ra, tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2024 nữ mạng cũng có thể gặp phải những bất lợi liên quan đến cửa quan trong tiến hành các công việc của người nữ mạng tuổi Canh Ngọ. Tháng 4 âm lịch, đây là tháng xuất hành đi xa cho công việc được nhiều may mắn. Chuyện vui đưa tới trong tử vi Canh Ngọ 2024 nữ mạng về công việc của những người sinh năm Canh Ngọ nữ mạng trong tháng này. Tháng 5 âm lịch, trong tháng nhiều thay đổi về nơi ăn trốn ở hoặc có những biến động lớn trong công việc làm ăn. Đó có thể là thay đổi hoặc việc thêm mới. Tháng 6 âm lịch, tháng này tử vi nữ Canh Ngọ năm 2024 hanh thông đưa tới cho tiến hành công việc của người tuổi 1990 Canh Ngọ nữ mạng. Tuy nhiên bên cạnh đó khó tránh luôn có người tìm cách phá hoại công việc. Tháng 7 âm lịch, sức khỏe trong tháng 7 âm lịch chú ý không chuyển biến tốt, thậm chí còn tình trạng bệnh tật hay ốm đau xấu đi. Tuy nhiên công việc vẫn được bình thường và không có chuyện đáng ngại.
tháng 8 âm lịch, tử vi nữ mạng tuổi Canh Ngọ năm 2024 có lộc đưa tới về phương diện tài chính tiền bạc. Không chỉ tài chính mà sức khỏe cũng tốt đẹp, nếu bệnh tật thì cũng không cần lo lắng vì sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Tháng 9 âm lịch, tử vi Canh Ngọ 2024 nữ mạng trong tháng này công việc không được kết quả như kỳ vọng đưa ra từ thời điểm ban đầu, gặp nhiều khó khăn, vất vả, bất lợi. Tháng 10 âm lịch, trong tháng này tử vi tuổi Canh Ngọ 2024 nữ mạng có tình cảm gia đình không được như ý muốn. Nảy sinh những chuyện bất đồng hoặc mâu thuẫn quan điểm trong cuộc sống, có chuyện muộn phiền đưa tới. Tháng 11 âm lịch, tháng này tử vi nữ Canh Ngọ năm 2024 tiền bạc chủ về hao tán và sự tiêu pha nhiều. Trong tháng không nên đầu tư xuất tiền cho công việc nào vì không được thuận lợi và có thể khó thu hồi lại vốn. Tháng 12 âm lịch, tử vi Canh Ngọ nữ mạng năm 2024 được quý nhân giúp đỡ chính bởi vậy công việc thuận lợi, có việc khó giải quyết cũng được những người xung quanh giúp đỡ. Vừa rồi, chúng tôi đã cung cấp cho quý vị những thông tin bổ ích về tử vi quý bạn nữ mạng tuổi Canh Ngọ 1990 trong năm 2024 Giáp Thìn. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo về kênh. Nếu có thắc mắc về các vấn đề liên quan, quý vị vui lòng để lại bình luận phía dưới. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn.